tan hoang hết rồi anh em ạ. Đây là cái trại mình đã phải phá đi để mình nâng cấp nó lên. Thì mình làm cái video này để chia sẻ với anh em là những cái người mới mà khi mà muốn tìm hiểu mà muốn nuôi con chuồn hương này thì cái vật liệu anh em sử dụng ấy thì chúng ta nên dùng bằng inox. Tất nhiên là cái chi phí nó sẽ rất là cao, nhưng mà nó sẽ ăn lâu chúng ta phải thay thế. Chứ còn làm cái chuồng cái kiểu mà làm chuồng kẽm rồi thì làm những cái loại tôn mỏng thì nó han rỉ rất là nhanh như thế này. Mặc dù là mình có sơn, mỗi một năm mình bỏ ra mình sơn đi sơn lại nhưng mà vẫn không ăn thua. Thì cái trại này là chính là cái trại đầu tay của mình. Trước kia mình khởi nghiệp là mình làm, và bây giờ mình phải phá đi để mình nâng cấp nó lên, nâng cấp từ cái hệ thống chuồng làm lại bằng inox, lưới inox và những cái vật liệu nó chống rỉ. Và cái thứ hai là làm lại cái đường cống thoát nước để cho nó mình vệ sinh hàng ngày cho nó nhanh. Thì cái này rất quan trọng, anh em phải lưu ý. Với cái số lượng mà chúng ta nuôi số lượng lớn ấy, vài trăm con trở lên ấy, là cái chi phí đầu tư là cũng khá lớn. Và cái công vận hành ấy, nó khi mà chúng ta dọn rửa mà nó không được nhanh ấy, thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian của mình. Và nó làm ảnh hưởng đến cái năng suất của cái việc chăn nuôi. Thì đây là cái video mình đang phá tháo dỡ lại, làm lại để xây dựng lại cho nó bài bản. Thì ở những cái video trước mình đã chia sẻ cái mẫu chuồng mới và cái cách làm chuồng mới, anh em có thể xem lại ở những video trước. Thế còn đây là đang là cảnh tháo dỡ, rất là vất vả mà cũng rất là tốn kém. Đấy. Chuồng thì nặng mà cái hiệu quả sử dụng thì nó không được hiệu quả cho lắm. Thì mình phải thay một cái mẫu chuồng mới. Đây là cái cảnh mà mọi người đã đang phải hỗ trợ rất là nhiều để chuyển nó ra, để cho cái loạt chuồng mới về. Mình đã chuẩn bị một lô chuồng mới nó khoảng tầm độ gần 1.000 ô. Thì đã có chuồng sẵn rồi. Thì bây giờ chỉ cần dọn dẹp làm lại hệ thống cống rãnh để cho nó có độ thoát nước và thoát phân. Và sau đó mình nhấc chuồng vào, dự kiến trong vòng khoảng chậm nhất là 15 ngày là đi vào hoạt động. Thì chia sẻ với anh em là chúng ta đừng có tiếc những cái vật liệu chúng ta làm vì giá trị nó cao. Cho nên là chúng ta cần phải nắm vững được cái nguyên tắc này để sau này chúng ta đỡ phải thay đi thay lại nó mất công. Mà khi mà đã chăn nuôi ổn định rồi ấy, mà cứ phá ngang phá ngửa rồi thì có người lạ vào rồi thì sửa chữa này là cái con chồn của mình nó rất là hoảng. Thì anh em nên lưu ý, chúng ta chọn cái vật liệu cho nó làm sao cho nó thật phù hợp. Video đến đây kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công.